Ngốp ơi, có chú gấu nào tìm này? Gọi bồ gấu đi. Bồ gấu á? Ờ, chú này là ai mà gọi bồ gấu? Thì không biết ai thì gọi bồ gấu đi. Con biết rồi. Bố không muốn nuôi con nữa đúng không? Bố mời tới đón con đúng không? Ôi bố, mày điên à? Hả? Vào trong nhà gọi bồ gấu. Bồ gấu ơi, bố hỏi cho con gặp bố mới này.